đề nghị Phạm Minh ngồi xuống. Phạm Minh ngồi xuống. Xin mời bạn Đỗ hát một bài nào. Đây, mời bạn Đỗ. Bác kim ta đã làm đi chờ cô quá kìa, là kìa quá cô chú bắt đầu bắt đầu mà kê chú bắt đầu bắt đầu làm gì con anh không biết ô tổ tí tê tổ tê rồi hoang hồ. Mời bà Phạm Mi hát. Bà Phạm Mi hát đi. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Hát đi. Tóc bà trắng. Hát cái mô hình nó bán ấy nhờ, để bà vỗ tay lên kia. Rồi hay quá, vỗ tay. Rồi mời bằng đô hát nào, mời bằng đô hát bằng hát. Con cho bằng đô mừng hát bằng hát. Cho bằng đô mừng nát. Ba thương con vì con đông mà, mẹ thương con vì con đông ba, cả nhà ta cũng yêu hơn nha, là cười. Rồi, mời bà Phạm Mi, mời bà Phạm Mi. Mời bà Phạm Mi hát nào, mời bà Phạm Mi hát. Bà Phạm Mi đừng ho, bà Phạm Mi hát đi. Một đoàn tàu nhỏ xí xiu. Hả à đây, cái nào? Ta sẽ là con chim. Hai, một. Bye bye. Rồi, đô hạt cái đi, con mic cho nhỏ hạt. Xong cá đi. Ba thương con, vì con đông mà. Hạt mà đi. Hạt mà hạt. Bác kim ta vì con đông mẹ. Bác kim ta vì con đông mẹ. Mẹ thương con. Đó, rồi thôi đi. Mẹ ơi cô dạy đi. Ôi.